Thưa quý vị, không chỉ số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh trong khoảng 1,5 tháng qua, mà số ca bệnh nặng cũng chỉ bằng 1 phần tư so với đỉnh dịch. Tuy nhiên, tỷ lệ hậu COVID-19 lại đang gia tăng. Mặc dù 2 phần 3 trong số ca nhiễm có biểu hiện nhẹ sau khi khỏi bệnh, nhưng 1 phần 3 trong số này có thể nặng hơn. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên cố gắng tuân thủ các biện pháp phòng dịch để tránh bị nhiễm COVID-19. Nếu đã bị nhiễm rồi thì không được chủ quan, bởi khoảng cách của các lần tái nhiễm càng xa nhau càng tốt, vì tái nhiễm gần sẽ gây ra nguy cơ nặng hơn cho người bệnh. Mặc dù việc tái nhiễm nhiều lần không làm suy yếu hệ miễn dịch, nhưng các di chứng hậu COVID-19 sẽ nặng đề hơn. Bởi trong quá trình nhiễm COVID-19, virus gây tổn thương tế bào, hệ miễn dịch sẽ tấn công cơ quan bị nhiễm, nhưng đôi khi nhận diện nhầm, gây viêm toàn thân, tăng động, kích hoạt kháng thể, dẫn đến các di chứng hậu COVID-19 bên cạnh đó nếu người bị tái nhiễm thuộc trường hợp có cơ địa miễn dịch giảm tuổi cao nhiều bệnh nền thì đây sẽ là cơ hội để các bệnh này tái phát gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Bến Tre trong 12 giờ từ 18 giờ ngày 18 tháng 4 đến 6 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2022 tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới ngoài cộng đồng trong đó huyện Mỏ Cày Nam 1 ca huyện chợ Lách 1 ca cả hai trường hợp này đều không liên quan đến cơ sở giáo dục Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh, tổng số ca dương tính 95.763 ca, tổng số F0 khỏi bệnh 95.439 ca, tổng số ca tử vong 479 ca.